mặt trong một quán lao Zero. Ở đây đang sử dụng cấu hình đó là Martin V12. Ở đây là chúng ta đang sử dụng là 5 cặp loa V12. Chúng ta cùng đếm nhé. 1, 2, 3, 4, 5. Đó, ở cánh bên kia 5 chiếc, ở cánh bên này 5 chiếc. Và sub woofer chúng ta sử dụng là 4 chiếc. 2 chiếc trước mặt, 3 DJ và 2 cánh đằng sau. Đó. Đây là dòng âm ly mà chuyên đánh cho cái hệ thống loa của Martin và Optimal. Đây chúng ta dùng là 4 chiếc, 1 mixer, Ironhead, crossover của Martin. Ok, hiện tại thì mọi thứ đã hoàn tất xong hết và bây giờ chỉ chờ đợi nội thất với cả ánh sáng, chốt lại một số hạng mục là xong thôi. Hệ thống âm thanh ngày hôm nay thì đã hoàn thành được khoảng 95%.